Ok, để chào mừng mùa giải mới thì tôi hôm nay đã làm một video về full team hệ Shulin và có Calyrex làm chủ đạo. Mặc dù là kiếm full team hệ Shulin hơi bị khó tại vì dạo này tụi Pokemon hệ bóng tối lên nhanh quá và tụi hệ Shulin thì đang bị lép vế khá là nhiều. Lại không có nhiều chiêu để bảo vệ hay là hỗ trợ nữa, cho nên là hy vọng là tôi sẽ đánh thật tốt với lại cái team như thế này. Bên team kia thì đang có Terrabagos là huyền thoại cấp cao chủ đạo của họ. Nói chung thì Terrabagos nó mạnh một cách bất ngờ và trong cái video mà tôi dự đoán thì tôi nghĩ nó không mạnh tới như vậy, nhưng mà bất ngờ chưa, nó mạnh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Tôi nghĩ lượt đầu nó sẽ cho ra Terrabagos, thấy chưa? Ok. Để đối phó với trường hợp này thì tôi sẽ cho Calyrex Terra thành hệ giác đấu và dùng Terra Blast. Mà thiệt là Terrabagos có sinh lực với phòng thủ cao quá, nếu mà đánh bình thường thì đánh không nổi đâu, cho nên là tôi nghĩ tôi sẽ dùng Helping Hand cho Indeedee, sử dụng Helping Hand để tăng thêm 50% sát thương nữa. Không biết là con Lanoros bên bển có khả năng gì nữa, nhưng mà thôi, phải dứt điểm con Terrabagos trước rồi muốn làm gì làm. Rồi coi nào, suy nghĩ nhiều quá vậy, đây mưu tính cái gì đây? Nhưng mà tôi thấy môi trường tâm linh đang có trên sàn đấu thì chắc nó cũng không xài chiêu ưu tiên được, chỉ là không biết con Lanoros nó có nhiệm vụ gì trong đây thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ Terra hình hệ giác đấu. Thực ra đứng trước mặt của Terrabagos mà Terra thì cũng khá nguy hiểm. Bên kia cũng Terra, ok. Nhưng mà nếu xét về tốc độ thì mình sẽ nhanh hơn nó chắc chắn rồi. Chỉ là không biết cái chiêu này có thể dứt điểm một lần nó được hay không thôi. Đó, cộng thêm Helping Hand. Calyrex tôi cho nó cầm thêm Choice Pack để tăng thêm 50% sát thương công đặc biệt nữa. Để xem Như Lai thần trưởng đây. Đấy, sức mạnh của 10 phương chư Phật. Ồ, hên quá. Hình như bên đó nó theo hướng sát thương chứ nó không theo hướng sinh lực. Chứ nếu mà theo hướng sinh lực thì mình cũng không có nào sống được. Đau nha, nhưng mà không sao, hạ được Terrabagos rồi thì cũng không sao lắm. Cho ra con gì vậy? Chứ là bây giờ mình bị dính cho spec rồi thì mình chỉ xài được cái chiêu Terra Blast. Có Latias, tôi nghĩ là mình nên rút về. Hệ Shulin mà đứng trước hệ giác đấu như thế này thì tôi nghĩ mình hơi nguy hiểm, cho nên tôi nghĩ mình sẽ rút về. Nó bển còn cái gì nữa vậy? Ogopon nước. Rồi ok, bây giờ mình không thể nào xài Astro Barrage được, cho nên tôi nghĩ là tôi sẽ rút con Calyrex về. Chỉ là không biết có nên rút Indeedee về nữa hay không. Chắc mình nên rút con Indeedee về. Nói chung rút hai con này về hết đi. Tôi nghĩ là hai con sau đây chịu sát thương được của hai con Latios với lại Okapon nhỉ. Mình rút Calyrex về rồi mình sẽ kích hoạt chiêu Astro Barrage sau. Nghĩ gì lâu thế? Mà thật ra cũng đáng nghĩ lâu thiệt, bển mất con Terrabagos rồi. Iron Crown. Tiếp theo thì nó xin chào với lại Gothitelle đây nè. Tôi sử dụng Gothitelle bởi vì nó biết fake out với lại nó có Shadow Tag. Ít ra thì sẽ ngăn cho hai đứa này rút về bóng. Ui, nó đập. Ok. Thấy chưa, nó dồn sức. Ok, sống nha. Nó dồn sức đánh con Calyrex mà. Bây giờ thì mình sẽ fake out con Okapon. Tôi không biết là
Iron Crown có sống được trong đợt này hay không nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ đánh vô con Ugopon. Có thể con Ugopon nó sẽ bảo vệ bằng Spiky Shield, vậy thì uổng lượt đi quá. Để thử, tôi sẽ Protect để kiểm tra coi bên kia nó sẽ xài chiêu gì. Ồ, bên kia không xài Spiky Shield à. Ok. Ồ, Icy Wind. Vậy là con Latias bên bển sẽ hướng hỗ trợ, là nó sẽ giảm tốc độ của tụi mình xuống. Tôi nghĩ là để ngăn không cho con... À, tôi nghĩ là tụi nó sẽ cố gắng hạ con Godfitel bằng được, bởi vì họ đang muốn rút về. Thường thì nếu tôi chơi với Godfitel thì họ sẽ muốn hạ con Godfitel bằng được. Nhưng mà tốt nhất thì vẫn nên xài Taunt để con Ugopon nó không bảo vệ được. Nó không xài Spiky Shield được nữa thì mình mới an toàn nha. Còn Iron Crown thì sẽ đánh với lại... Ôi! Bị giảm một bậc. Ừ, bị giảm 50% công đặc biệt rồi cho nên đánh không đau lắm. À, không sao cả, chúng ta còn sống. Đó, khỏi bảo vệ nha cưng. Giờ sao đây ta? Tôi nghĩ là tôi sẽ cấu máu hai con này cho đến khi nào mà tụi nó yếu đi một chút. Con Calyrex ra giờ thì cũng hơi nguy hiểm. Giờ mình còn máu mà mình cứ cấu máu thôi. Đấy, Indeedee ra thì tôi sẽ kích hoạt được khả năng tấn công của Expanding Force. Đánh cả hai đứa cùng lúc. Hên quá. Mình còn sống, mình còn sống. Iron Crown. Trụ sân cũng đỉnh đó chứ. Nhưng mà mình còn hai máu, đỉnh. Được. Ít ra thì cũng phải làm được vậy chứ. Bây giờ thì tôi nghĩ tôi sẽ follow me. Còn Iron Crown giờ thì chậm hơn tụi này nhiều rồi, nhưng mà kể cứ đánh được nhiều đánh. Tôi nghĩ tôi sẽ hy sinh con Iron Crown đợt này để con Calyrex ra thì nó an toàn hơn. Yo, Expanding Force lần nữa. Dù sao con Ugopon cũng không tự bảo vệ được nữa rồi. Rồi, xong. Nói chung là có đường cho Calyrex ra an toàn rồi đó. Rồi, thêm Iron Crown đi nữa. Ok, cưng đã làm rất tốt rồi. Không mong mỏi gì hơn. Bây giờ bên kia đang khá yếu, tốc độ của nó cũng không có nhanh hơn được Calyrex. Với lại con Ugopon nó cũng không bảo vệ được nữa, cho nên là... cook tụi nó thôi, nấu tụi nó lên cưng. Ok, trong môi trường tâm linh thì phải cao xài không được nữa. Tôi nghĩ là tôi sẽ bảo vệ con tiếp theo đợt này. Một đòn không đánh chết tụi bay thì tao đi thôi. Tụi bay không chết thì tao chết. Yay, đi là cái chắc. Vĩnh biệt cụ. Rồi, nó còn con Lanorus. Ok, tôi nghĩ là chắc màn này mình thắng được rồi đó. Đúng không ta? Còn một cái biến số nào trong trận đánh này hay không? Chắc là không.
nếu mà Landorus dạng người thì có vẻ khá đáng sợ. Bây giờ Landorus dạng thú không có đáng sợ lắm nữa. Đúng không nào, đúng không nào? Nói một câu đi nào. Đúng rồi. Yeah. Hên quá, hên quá. Tại bên kia không biết là mình Calyrex của mình xài chiêu giác đấu ấy chứ. Nếu bên đó biết thì con Terrabagos nó nấu bên team mình cháy khét luôn rồi. Ồ, tiếp theo là Corridon và team trời nắng. Tôi nghĩ là tôi sẽ vẫn giữ hai đứa ra sân là NGD và Calyrex. Bên bển có Hatterene, tôi nghĩ là bên kia nó sẽ dựng Trick Room. Cho nên là Hatterene theo để nó đối phó trong Trick Room. Có thể. Thực ra nếu mà mình mất con Calyrex thì bên bển luôn nhanh hơn mình mà, cho nên dựng Trick Room vẫn an toàn. Hy vọng đảo ngược tình thế được. Con Corridon mạnh lắm nha, trời đất ơi, tôi không nghĩ vậy luôn á. Oh my god. Ồ, bên bển có Hatterene thiệt kìa. Ok. Vậy thì tôi nghĩ con Hatterene đó nó sẽ dựng Trick Room. Đúng không? Không thể nào con Hatterene mà dám đối đầu với lại Calyrex mà không có xài Trick Room được. Tôi nghĩ là con Hatterene đó sẽ dựng Trick Room, cho nên là tôi sẽ dựng Trick Room ngược lại để hóa giải Trick Room của nó. Hy vọng là vậy. Trong lượt này thì Calyrex sẽ dùng Astro Barrage. Không biết có đánh chết được hai con đó luôn một lần không ta? Chắc là không. Ồ, vậy là bên bển không xài. Bên bển không bảo vệ à? Là đánh luôn đó hả? Ok, lựa chọn cũng nguy hiểm đấy. Thắng nổi không? Ủa? Ủa con Hatterene đó nó không có Focus Shot à? Tôi tưởng là Hatterene nó có Focus Shot luôn á. Rồi. Mình sống nổi không? Không. Absolutely not. Không. Ồ. Mình dựng Trick Room rồi. Vậy là tụi nó không còn con nào nhanh hơn mình được nữa. Rồi. Bây giờ cái sàn đấu này là của chị. Đó, Corridon ra mắt rồi nha. Nhưng nó không ngờ là mình dựng Trick Room. Cưng à, bây giờ không có ai nhanh hơn chị mày được nữa. Yeah. Bên bởi cũng sẽ ra rồi. Vậy có nghĩa là con Corridon này sẽ rất sợ chiêu Dazzling Gleam. Ok. Tôi sẽ hút chiêu về phía NDD. Sau đó sẽ ra hành hệ tiên. Cái này là hên đó nhờ. Cái này là hên. Họ không nghĩ là mình sẽ dựng Trick Room. Tôi cũng không nghĩ là con Hatterene nó không dựng được Trick Room. Nó không có Focus Shot. Cứ thế mà chết à. Ok, không ai nhanh hơn chị mày được nữa rồi. Ngậm ngùi đi nha. Mình dựng xong Trick Room rồi. Vậy là con Hatterene này coi như là Sweeper trong cái sàn đấu đấy rồi. Bên bển còn một con duy nhất là con gì? Walking Way. Nhưng không còn sợ được nữa. Bây giờ đối thủ chúng ta là một con Pokemon hệ rồng. Và chúng ta đang rất là xanh vì đã có Trick Room. Ok. Đúng là đố bạn sống được 5 lượt trong Trick Room á. Không thể nào sống được trong Trick Room luôn. Hên á. Ê, cái này là hên, cái này tôi phải công nhận là hên nha.
tôi không nghĩ là có hard trim nên bởi nó không có focus shot. Và tôi không nghĩ là mình dựng đúng chiếc room ngay lúc đó luôn á. Rồi, thêm một trận nữa. Lại Terabagos. Tôi không nghĩ là đợt này không biết là con Terabagos đợt này nó có thể nào. Nó có khác con Terabagos đợt đầu không hay không? À, con gì nữa đi ta? Chắc là Hatterene. Tại đang thấy bên kia con nào cũng nhanh hết. Nhưng mà hệ sinh linh thực sự là đợt này nhiều điểm yếu lắm luôn á. Tại vì khả năng phủ hệ cũng không có rộng, mà toàn là hệ bóng tối vô hiệu hóa được hệ sinh linh không. Chắc nó đánh được có Urshifu với lại mấy con hệ độc. Mà mấy con hệ độc thì chỉ có Amungus thôi chứ con nào nữa. Giác đấu thì có Urshifu. Nói chung hệ siêu linh bao phủ hệ trong chiến trường thời gian gần đây nó không có được rộng cho lắm, cho nên là mấy chiêu hệ siêu linh đánh nó cũng không có thấm thía mấy con hệ bóng tối nữa. Tôi có thể hết hồn, tưởng nói thêm cuộc đời tôi nữa mà nó chưa xong chứ. Ok, giờ là gì đây? Bloodman và Terabagos. Ok, tôi không biết là chiến thuật đầu tiên nó có hợp hiệu quả nữa với con này hay không, nhưng mà thôi mình cứ thử đi. Sai rút kinh nghiệm. Ok, tôi sẽ vẫn Terra. Tăng gì đây? Tăng tốc độ hay tăng sát thương? À, tăng tốc độ, vậy là nó nhanh hơn mình rồi. Tôi sẽ follow me. Nó nhanh hơn tôi rồi. Tôi không biết là nó sẽ sử dụng Moonblast hay là xài tôi có nên tăng sát thương bằng Happen Hand không? Thôi kệ đi. Nếu mà mình Terra rồi, nó sẽ không nghĩ mình Terra hình hệ giác đấu đâu. Nó sẽ không xài chi hệ tiên ngay lúc này đâu nhỉ. Nói chung là dứt điểm con Terabagos này càng nhanh càng tốt. Ok, lần nữa. Ở bên bến không Terra. Và con Flutterman Protect, ok. Rồi xong. Terabagos còn có eo. À, đặc tính của nó là Terra Shell nữa, cho phép nó giảm 1/2 sát thương từ các chiêu thức tấn công siêu hiệu quả lên nó. Oh my god, thì ra bên đó còn có khả năng phòng thủ thế này. Tôi quên ha. Sao tôi quên cái, tại vì nó hay Terra quá tôi quên luôn cái đặc tính thứ hai của nó là gì. Oh my god, con này cứng thế. Nhưng mà bây giờ con Flutterman nó nhanh hơn mình và nó biết mình sẽ Terra hình hệ giác đấu, cho nên là tôi nghĩ tôi sẽ hút chiêu. Trừ khi là con Flutterman này nó xài Dazzling Gleam thì mình sẽ chết, nhưng mà nếu nó xài Moonblast thì mình sẽ cũng được, cái này cũng sẽ sống được. Rồi, nó Terra rồi. Ok. Nó Protect. Wow. Mình Choice Spec rồi, mình chỉ có thể đánh bằng Terra thôi, Terra Blast thôi. Nó xài đúng Moon Blast. Ok, nhưng mà nó vẫn nhanh hơn mình rồi. Tôi nghĩ chiến thuật hút chiêu này không hiệu quả nữa rồi. Tôi nghĩ tôi xài Trick Room. Xong rồi. Nên cho Iron Crown ra để dò xét tình hình coi. Nhưng mà giờ nguy hiểm quá, con Terabagos nó có thể nó sẽ dứt điểm con NDD đợt này. Vậy NDD không thể nào dựng Trick Room được nữa. I see win. Rồi mình không thể nào dựng Trick Room. Ow. Con quỷ, tôi ghét cái chiêu này ghê luôn á.
Rồi, chúng ta hết IndieD dẫn trick room rồi. Nói chung là một bàn thua trông thấy nha. Không còn gì cứu vãn được nữa. Ủa gì vậy? Ủa sao bị ao mạng vậy? Ủa? Nói chung là lúc nãy bị ao mạng cho nên là tôi nghĩ là tôi sẽ đánh thêm một trận nữa. Nhưng mà nhìn thấy cái thế trận lúc nãy là chắc biết chúng ta đã thua rồi ha. Bây giờ thì đánh với lại Kyogre. Ok, Kyogre. Tôi không chắc là con Kyogre này nó sẽ nhanh hơn con Calyrex hay là chậm hơn, cho nên là tôi nghĩ tôi nên cho đợt đầu là Indeedee với lại Iron Crown ra ngoài. Mà thực sự trên lý thuyết là nếu mà Kyogre cầm theo Choice Pack, ủa Choice Scarf thì nó có nhanh hơn Calyrex không ta? Nhanh hơn không ta? Đó là một câu hỏi khó đó. Nhưng mà nếu Kyogre nhanh hơn Calyrex thì coi như là mình đi đời luôn. Đi bán muối luôn. Rồi, cho một trận thứ tư thật là mãn nhãn coi nào. Fairy Grab. Nói chung là mình không thể nào làm gì được nữa rồi đó. Trời mưa. Dựng môi trường tâm linh. Đứa nào hơn nhanh hơn đứa đó thắng. Nhưng mà thật ra mình nhanh hơn mình cũng không thể nào đánh được con Kyogre hết. Cỡ nào con Kyogre nó cũng sống rồi, mình sẽ đi bán muối liền, cho nên là dốc hết tình này ta trả nợ người. Đấy, mình helping hand. Bên kia cũng helping hand. Và bên kia nhanh hơn mình. Chỉ với một niềm mơ ước là mình sống thôi. What the fuck? Mạnh vậy? Oh my god. Oh. Bây giờ thì giờ Calyrex ra xong với lại Hatterene. Tôi cảm thấy trận này sẽ kết thúc nha. Trận này kết thúc nhanh đó. Ê, mà cái combo của Kyogre này sao đánh lại được ta? Con Kyogre này chắc chắn cầm Choice Scarf luôn á. Làm sao để đánh được cái combo này? Vậy cỡ nào nó cũng thắng luôn á. Tôi không biết là con Calyrex có đủ nhanh hơn hay không. Nếu nó nhanh hơn á thì mình còn có cơ hội, còn nếu mà nó chậm hơn thì mình đi luôn. Nhanh hơn không vậy? Oh! What? Wow! Vậy sao đánh lại ta? Ủa gì gặp trường hợp này là đi luôn ấy. Ê, mọi người có cách nào đánh lại cái combo này không vậy? Fairy Grab đi chung với lại Kyogre, trời sốc luôn á. Nhưng mà nói chung là đã xong buổi đánh răng ngày hôm nay. Tuần sau tôi sẽ vẫn làm hệ siêu linh. Và hẹn gặp lại các bạn ở tuần sau. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye.